Trang Di đã qua thì sợ trông nữa nó quay trở lại là hơi mệt chứ. Đây là báo gì đã qua vùng đất Liên Phương đấy. Tổng thiệt hại cho D và G là một cái biển quảng cáo. Nói chung là biển quảng cáo này gần như là ở đâu cũng đi hết. Ở trên chỗ nhà Tú Tươi là hôm qua lúc tao đi về ấy, là tôn là bay ra đường mới ở sông là lỗi đây. Không biết nhà nào. Siêu xe cho bé thì chạy hướng thì chỉ có mấy cái lá cây coi là bay đến trước cửa rồi, giờ đang quét dọn đó. We'll be right back.
We'll be right back.
ăn này là ngon đấy. Quay với ngồi đi. Bây giờ mình đi mình quay bên này, chút mình quay bên kia. Được. Làm ăn cho mèo thì nó trả lời ngay. Sao biển này nè. Ngày hôm nay nè. Rồi. Chân chống không có nó gật ngay chống đi thôi nhưng mà nó mạnh lắm đó là cả quả video này mới chất đấy hiểu tổng hợp tình hình tỉnh Phú Yên. Bây giờ chúng tôi đang tiến vào đường thượng nhá. Đấy, nhìn thấy đoàn viên thanh niên với cả trưởng thôn là đang đi hôm qua là đi thu gom giải quyết hậu kỳ cho trận bão. Vào trong đường thượng là đã thấy bác trưởng thôn với cả chi đoàn viên thanh niên là đã đi thu dọn giải quyết hậu kỳ của cơn bão xảy ra. Mình đi đây là hơi choáng đấy. Đây là đường thượng thành phố Hương Yên nha. Đường thượng xã Liên Phương thành phố Hương Yên. Bà con đang đang đút nước này. Ok. Toàn dân xã Liên Phương là ra vệ sinh môi trường. Các bạn đây là đang đi đánh kích ở chân lên đây làm gì? Quay vào đây. Quay quay. Đây là đỉnh cầu nhá. Mùa mưa bão là kiếm cá rô ăn đây này. Chủ yếu là rô phi thôi. Đấy. Nói chung là thành phố yên thì luôn bình yên. Không có gì. Cây này đang bị đổ ở giữa đường trục xã Liên Phương thì Phương Yên. Đây này như là cây hoa bằng lăng à? Có phải hoa bằng lăng không nhỉ? Tình hình hàng cây này thì phải dừng hết rồi. Hàng cây này đổ hơi nhiều. Đây là đường trục xã Liên Phương thành phố Phương Yên. Cây bị đổ tương đối gần như là cây đổ phải đến 99%, tình trạng là người cây thì chín cây đổ.
xong. Cân giá thịt giá rau là tăng đột biến, mì tôm cũng tăng. Đây là trên đường bạn thường đi ở trục chính xã Lý Vương Đồng Bình. Trưởng thôn cán bộ địa phương vào cuộc. Các đồng chí môi trường vệ sinh cũng đã bắt đầu đi vào cuộc thu dọn sau bão. Phần lớn là các biển quảng cáo chất lượng thì gần như là không có biển nào bị vấn đề gì, kể cả là biển bản tin không có vấn đề gì cả. Nói chung là ok, không có cái gì xe chặng ba. Xe chặng ba là cái gì? Có một số biển cỏ thì cũng rơi, còn gần như là những biển đẹp thì cũng vẫn vấn đề gì cả. Gần như là tỷ lệ những cái biển hỏng là những cái biển là cũng đã đến tạm rồi. Trừ những cái biển đầu voi đuôi chuột tắt thì xe cùng ngay lập tức. Còn những cái biển mà làm đẹp về chất lượng, những cái biển mà đẹp về chất lượng thì gần như là không vấn đề gì. Sau trận bão này thì nghề xuất xỉ phát tài, các bà đồng nát là phát tài, thứ hai là làm nghề in phu truyền quảng cáo tha hồ việc làm. Và từ cái chỗ thả một cái là đến chỗ nhà hải cải phi ra đồng một phát là tổng cảnh một phát đồng lúa quê hương. Đấy, đến từ hải nhé làm à. Đây là cánh đồng lúa đội 15 xã Liên Phương, lúa đang thời kỳ bắt đầu rỗ. Đấy, đồng bùng đang rỗ thì gặp bão IAG tràn về, nhưng mà trước mắt là nhìn lúa vẫn là đẹp, không vấn đề gì cả.
đồng mà lúa bị chết do cánh phay tại trạm bơm Cầu Tây, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên không nhấc cánh phay, nên ra là tất cả cái cánh lúa này là chết hết, ngập úng. Ngập úng. Hiện tại là chúng tôi đang ở khu Vi Văn, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Cả một khu đất Vi Văn này là mới năm nay là có mỗi nhà ở thôi, chưa đi ra. Điện thì không có, nước thì không, gia chủ toàn phải kéo từ trong nhà dân ra. Cánh Vi Văn này là chưa có điện nhá. Điện thì có, nước thì không. Thực ra là gia chủ phải căng dây điện từ trong nhà dân ra. Các bạn đang đi trên trục đường 39 xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Gia đình có thiệt hại một cây đây là cây xoài. Đấy. Đây là hệ thống một số biển là đã đi nhá. Và nói chung là biển ở khu phố đoàn kết mình an toàn. Những cái biển đẹp thì vẫn cứ là ok, không có vấn đề gì. Có một vài biển bà tin đã làm sao làm, bây giờ cũng đã đến lúc tầm thay được rồi, nên ra là thiệt hại cũng đằng nào cũng phải làm, không quan trọng.